Nước Anh thực sự không phải là niềm miền đất hứa. Tại sao người di dân lại chọn nước Anh? Nghe thiên hạ đang kháo nhau rằng phải đi xứ sở sương mù để kiếm lên đồng euro thôi. Chứ ở nhà thì khó làm ăn lắm, bao giờ mới có tiền. Mình nghe phong phanh có ông bạn bên hàng xóm đi mấy nước châu Âu về, xây được quả nhà 3,5 tầng cộng với con xe Toyota 2,5 đấy. Ồ thế vậy à? Thế bạn có biết là bạn đấy đi sang bên đấy làm gì không? Bạn đấy mình nghe nói là sang chỉ vẽ móng chân móng tay thôi, không phải làm nông như mình ở nhà đâu. Ồ vậy à? Vậy đường đi có dễ không bạn? Đi hết có nhiều tiền không? Đi loanh quanh đâu vào 30.000, 40.000 euro. Ui cũng nhiều nhỉ. Vậy thì với số tiền lớn như vậy thì ta lấy đâu ra? Bạn quên à, nhà mình có ông địa đấy. Bạn chỉ cần vác ông địa lên Agribank là bạn có thể vay được tiền để đi rồi. Vậy bạn tìm hiểu chưa? Muốn đi sang bên bên nước Anh thì ta đi bằng những đường nào? Về những năm trước thì người ta đi bằng đường thủy, nhưng mà đường thủy thì càng ngày càng khắt khe và bây giờ thì không đi được nữa rồi vì đường thủy rất là nguy hiểm, sóng to, thuyền lại hay xảy ra đâm nhau và công an bắt cũng rất là nhiều. Bây giờ chỉ đi đường bộ thôi. Đi đường bộ à? Đi đường bộ thì cũng chia làm hai loại đường nhé. Một loại đường đi theo đường cỏ, một loại đường đi theo đường VIP. Một loại đi đường cỏ, một loại đường VIP à? Vậy tại sao lại chia là đi đường cỏ? Đi đường cỏ là bạn đi theo xe tải, ngồi trên thùng, nhưng mà tỷ lệ hoặc là chui các hàng, các xe chở hàng, xe chở đồ trang trí nội thất, bạn rút vào những kho hàng, tỷ lệ thoát được cũng không được nhiều. Còn bạn đi theo hàng VIP, có nghĩa là bạn đi vào xe ngồi trong container và người ta hạ nhiệt độ xuống, thì bạn hoàn toàn có thể qua được hải quan. Cũng rất nhiều người đã không đi được đến xứ sở Anh đấy. Vậy à? Ngoài ra cũng có đường hầm từ Pháp sang Anh, nhưng đường hầm đã bị đóng cửa từ năm 2002 rồi. Nối liền từ eo biển của Folkestone của Anh với Calais của Pháp. Vậy một tháng bên Anh làm được nhiều tiền không? Một tháng bên Anh làm được 3.000 đến 4.000 euro đấy. Loanh quanh đâu vào gần 100 củ Việt Nam đấy. Vậy ta lên đi thôi. Câu hỏi đặt ra là sang đến châu Âu rồi, hộ chiếu ta có thể vứt bỏ đi. Ta không cần dùng hộ chiếu của nước của ta nữa để biến ta thành người vô gia cư, người tị nạn, người không quốc tịch. Mấu chốt là bên Anh người ta rà soát giấy tờ không chặt chẽ. Nếu được ở lại tị nạn và bị bắt thì ta vẫn có thể được trục xuất về một nước châu Âu nào đó, chứ không phải về nước sở tại mà ta đã đi. Ta vẫn có quyền được ở lại đây kiếm tiền. Và ở đấy cũng có cộng đồng người Việt Nam giúp đỡ những công việc khi ta mới sang để cho ta dễ dàng tìm công việc hơn. Vậy câu hỏi của mình đặt ra là nước Anh thực sự có màu hồng, có thật sự kiếm những đồng euro rất dễ không? Mà tại sao các bạn lại đổ xô đi Anh mà không phải là một nước châu Âu hay một nước châu Á phát triển nào đó? Thì với tỷ lệ thất nghiệp là 3,8%, tỷ lệ thất nghiệp thấp dưới trong vòng 45 năm qua là tỷ lệ thấp nhất, thì cơ hội kiếm việc cho những người tị nạn rất là cao và thu nhập ở đấy dao động từ 3.000 đến 4.000 euro, kiếm về được 100 triệu, trên dưới 100 triệu tiền Việt Nam. Vậy thì tại sao các bạn lại không chọn nước Anh? Và bên đấy cũng có cộng đồng người Việt tại Anh có thể giúp đỡ chúng ta kiếm những công việc thường ngày như làm neo,
hay là những công việc khác. Ngoài ra những bạn đã không có, những bạn đã tĩnh lặng thì sang có thể trồng, muốn kiếm tiền một cách nhanh nhất thì có thể trồng cần sa hoặc là làm những con chuột chũi người rơm. Nếu như được, bên anh được tị nạn bên anh thì người ta không, cảnh sát không dò xét giấy tờ thật kỹ và được trợ cấp tài chính, chăm sóc y tế, và khi nếu các bạn bị bắt thì các bạn không bị đưa về nước sở tại thì các bạn vẫn có quyền ở nước, một nước số châu Âu như Đức, Ba Lan, Phần Lan hay là Ý, thì các Pháp, thì các bạn vẫn vẫn kiếm được những đồng tiền để về quê hương. Vậy mấu chốt thực sự là nước Anh có màu hồng không? Thì xin mời các bạn chờ video thứ hai của mình. Đó là vỡ mộng bên trời Tây. Đời chuột chũi bị rừng đại ma vây quanh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.